Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài ba bài học lịch sử do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Ba bài học lịch sử có hai vị tổng thống Mỹ nhắc nhở dân tộc Việt Nam hãy lấy sự kiện lịch sử để làm bài học giữ nước để tránh họa giặc tàu đồng hóa. Lần thứ nhất tổng thống Barack Obama đến Hà Nội năm 2016. Mở đầu bài diễn văn, Tổng thống Obama đã dẫn lời bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt trước 2.000 trí thức và doanh nhân Việt. Bài phát biểu dài hơn 30 phút tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, ông Obama đã đưa ra nhiều thông điệp về quan hệ hai nước, khẳng định Mỹ sẽ là người bạn tin cậy của Việt Nam. Mở đầu bài diễn văn, ông Obama nói: "Sau nhiều thế kỷ, vận mệnh của Việt Nam đã bị nhiều nước can thiệp, nhưng cây tre cũng như tinh thần bất khuất của người Việt Nam như Lý Thường Kiệt đã ghi lại, sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định tại sách trời." Sau đó ông khẳng định, tất cả các quốc gia đều có chủ quyền dù lớn hay nhỏ thì chủ quyền quốc gia đều phải đảm bảo, các nước lớn không được hiếp đáp với các nước nhỏ. Phát biểu này khiến cả hội trường rộn tiếng vỗ tay. Và lần thứ nhì Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng nhân dịp hội nghị APEC năm 2017 cũng lấy bài học lịch sử chống giặc tàu để nhắc nhở dân Việt trước giờ phút nguy biến sắp tới. Ông Trump phát biểu, có một thứ tình cảm bừng cháy trong tâm trí của tất cả những người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam đã hiểu rõ điều này không chỉ là 200 năm, mà là 2.000 năm rồi. Trong khoảng năm thứ 40 sau công nguyên, hai chị em người Việt Nam là hai bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa chống ngoại xâm, thức tỉnh tinh thần độc lập. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử mà người dân Việt Nam đứng lên vì nền độc lập cũng như niềm tự hào của mình. Với sức mạnh của mình, chúng ta hoàn toàn biết mình là ai và phải làm gì cùng nhau. Chúng ta có đủ niềm tin và sức mạnh để cùng nhau đi đến những tầm cao mới. Hãy cùng nhau hướng đến tự do, thịnh vượng và tương lai rộng mở ông trump muốn gửi một thông điệp rằng người việt nam hãy cảnh giác tư tưởng trung quốc mộng của họ tập coi chừng đừng để lịch sử bắc thuộc lặp lại một lần nữa xưa thời đông hán giặc tàu mộng bá chủ khu vực nay giặc tàu nuôi giấc mộng lớn hơn nhiều mộng bá chủ toàn cầu hay là mộng hán hóa toàn cầu trên đây là hai bài học lịch sử mà hai vị tổng thống mỹ nhắc đến công lao tiền nhân ta đã đánh giặc tàu bảo vệ tổ quốc và sau cùng còn một bài học lịch sử giữ nước rất quan trọng mà Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ đã thuyết trên đường khuyến nông từ miền Tây trở về Sài Gòn năm Ất Dậu 1945, có ẩn ý sâu kín về bài học lịch sử giữ nước chống ngoại xâm từ phương Bắc sắp tới đúng như ông Ba Nguyễn Văn Thới từng cảnh báo. Thánh nhân lời nói thiệt thà, lý sa muôn dặm nghĩa mà gần đây, kim cổ kỳ quan, thừa nhàn 233 chia 77, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915, thiên cơ bất khả lộ thánh nhân xuất thế báo động thiên cơ, nhưng không được nói thẳng, phải dụng trước nói mẹo, nói quanh có bóng gió, nói cái này ám chỉ cái kia, dương đông kích tây. Thánh nhân dùng cái sự để gửi gắm ẩn tàng cái lý sâu kín bên trong. Người trí kính trọng tiền bối, phải tìm cho ra cái lý sâu trong kinh sấm mới không phụ lòng thầy tổ. Người ngu nghe kinh sấm như đàn khảy tai châu ngơ ngác không hiểu gì, vội cho rằng thánh nhân nói chuyện khùng điên vô nghĩa, cười chê chế nhạo nhún trẻ. Mị châu ơi hỡi mị châu, mê chi thằng trệt để sầu cho cha. Sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ thuyết trên đường khuyến nông từ miền Tây về Sài Gòn tháng 6 năm Ất Dậu 1945. Nhân lúc ngồi trên chuyến xe khuyến nông cùng với Đức Thầy vào tháng 6 năm Ất Dậu 1945, ông thi sĩ Việt Châu, Nguyễn Xuân Thiếp có trao tặng cho Thầy quyển thơ lông ngỗng gieo tình do ông viết nổi tiếng thời bấy giờ. Nội dung kể lại câu chuyện tình duyên trọng thủy Mỹ Châu, Đức Thầy ứng khẩu hai câu thơ trên đây coi như là trực tiếp phê bình tập thơ. Nhưng theo Lý Thiên Cơ, ngài mượn việc phê bình tập thơ của ông Thi sĩ Việt Châu để gửi đi một thông điệp rất quan trọng cho các chính khách thế hệ tương lai của Việt Nam đừng vội vã tin vào lời đường mật của Trung Quốc mà gây cảnh nước mất nhà tan. Phương châm 16 chữ vàng và bốn tốt hay là những luận điệu mềm mỏng của Trung Quốc về tình hình biển Đông, tất cả đó chỉ là trò lừa mị, không thể nào tin được những lời hứa của một kẻ thù thâm độc luôn mang nặng giấc mộng hán hóa bá chủ toàn cầu, nếu vì tình thế không thuận lợi chưa ra tay đánh chiếm thô bạo các vùng biển đảo của các nước đang tranh chấp chủ quyền bằng vũ lực, thì Trung Quốc gặm nhấm từ từ theo cách ăn cắt từng lát salami, vuốt ve mơn trớn như mèo vờn chuột, chờ tới một thời cơ thuận lợi sẽ dương nanh vuốt vồ vập nuốt hết biển đông bằng tổng hỏa lực. Với hai câu thơ ngắn gọn phê phán tập thơ lông ngỗng gieo tỉnh của thi sĩ Việt Châu, Đức Thầy đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ không những cho các nhà chính trị Việt Nam, mà ngài còn gửi đi một thông điệp cho tất cả các nhà chánh trị của những nước có tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ với Trung Quốc trong vùng Đông Á và Đông Nam Á, hãy cảnh giác cao độ mới không bị mắc mưu giặc tàu. Đức tứ thánh từng cảnh báo Nam Bang một lá quế đơn, Nam Châu tự hội thất sơn đông đầy. Trong kinh giảng xưa, Đức tứ thánh báo động vì Việt Nam tuy địa hình nhỏ nhưng có vị trí địa chính trị chiến lược quá quan trọng và tài nguyên dưới lòng biển đông quá phong phú một lá quế đơn nên các cường quốc động lòng tham lục dục thất tình nổi lên thất sơn đông đầy khiến cho các cường quốc luôn tranh chấp chiếm thế thượng phong trong ván cờ biển đông để giành quyền bá chủ toàn cầu nếu kỳ này giặc tàu thắng ván cờ biển đông chắc chắn giặc tàu sẽ thay thế ngôi vị độc tôn của mỹ trên thế giới liệu mỹ có chịu thua để cho giặc tàu chiếm ngôi vị bá chủ toàn cầu chắc chắn là không phải chăng chiến tranh bùng nổ trong những ngày gần đây là điều không thể nào tránh khỏi người khôn nghe nói càng giàu người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo rồi sau sẽ thấy hùm beo, sao 2022 đến 2023. Khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương, ngồi buồn nói chuyện bông lông. Khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình yên, trích khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Sydney ngày 23 tháng 9 năm 2024, kỳ vân cư sĩ biên khảo, siêu tầm. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử. Quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.